Chiều nay, kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15 dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội tiếp tục thảo luận về các dự án luật quan trọng. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng chủ trì tại điểm cầu thành phố Đà Nẵng. Phiên họp này, Quốc hội đã thảo luận trực tuyến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thống kê. Theo đó, tờ trình của Chính phủ đã nêu rõ quan điểm mục tiêu xây dựng dự án luật. Việc xây dựng dự án luật nhằm cung cấp thông tin thống kê chính xác, khách quan, kịp thời, phản ánh đúng đầy đủ tình hình kinh tế xã hội của đất nước giai đoạn 2021-2030, giúp phân tích, hoạch định và điều hành chính sách vĩ mô, xây dựng cơ sở pháp lý để thu thập các chỉ tiêu thống kê quốc gia. Qua thảo luận, đa số đại biểu tán thành việc cần thiết xây dựng luật. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu, tập trung làm rõ các ý kiến liên quan đến nguyên tắc xây dựng danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành kèm theo dự thảo luật. Việc rà soát xem xét tính hợp lý, cân đối số lượng chỉ tiêu giữa các nhóm cũng như sự trùng lập của một số chỉ tiêu trong dự thảo luật lần này.